Nào, để tiếp tục với series về giỏ hàng MVC bằng PHP, thì chúng ta sang phần số 4 là phần 4.1 tạo controller giỏ hàng trong PHP. Như vậy, để tạo controller thì chúng ta sẽ viết tạo một cái thư mục riêng, đúng không? Đây ta có thư mục cát rồi, ta sẽ tạo thêm một cái file là, ví dụ như bạn có thể là S card, đúng chưa? Và đen gì? Đen card, đúng chưa? S card và đen card. Như vậy ta sẽ thực hiện như thế này. Trong cái phần này, ta sẽ thêm một cái file. Cái này ta bỏ đi. Bây giờ bạn nhìn cấu trúc của nó đây. Có phần card đây rồi, đúng chưa nhỉ? Phần này sẽ là phần controller đây. Ta thêm một cái new file. Ta ghi là S card, đúng chưa? .php. Ta thêm một cái file nữa. Đen card .php. Rồi, như vậy chứ S card thì ta làm cái gì? S card thì chúng ta sẽ cũng lại tương tự, ta viết controller, ta có PHP. Yeah. Nào, ta có require. Chúng ta sẽ tham chiếu đến cái gọi là đầu tiên trở về thư mục gốc này, sau đó chấm phẩy đã trở về thư mục gốc vào phần model. Rồi, model. Đấy, tham chiếu được ngay. Như vậy ta sẽ tham chiếu đến phần card DB. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ có session. Session start nhá. Bắt đầu thì sau đó ta ghi S card vào đây. Đúng chưa? Và sau đó có print. Print card. Đúng chưa nhỉ? Cuối cùng ta khai báo một cái chỗ để chúng ta link, đúng chưa nhỉ? Thế thì chúng ta có thể ghi như thế này. Viết ở đây cho nó dễ. Ta có thể A. H, Z. Nhỉ? Chúng ta sẽ trở về cái thư mục gốc của nó. Ví dụ như ta có thư mục gốc, ta có index đi. Đây, ta thiếu file index rồi. Như vậy bạn phải có thư mục gốc ở bên ngoài. Cái thư mục gốc bên ngoài nó phải có một cái trang là trang index nhé. Như vậy chúng ta sẽ có mvcat này. Mvcat không nằm trong thằng nào cả. Đây, index đây. Đây, có rồi. Như vậy ta sẽ có thư mục gốc. Thư mục gốc này. Không index à? Thư mục gốc này ra bên ngoài. Ra hẳn bên ngoài. Đây có index nhỉ? MVCK có chưa? Có index rồi. Như vậy chúng ta sẽ phải vào khoảng index.php. Được chưa? Đấy. Đúng không? Chúng ta sẽ ghi vào đây. Thêm một cái nữa là mua hàng tiếp. Đấy, ví dụ thế, mua hàng tiếp. Đây là nó gọi là tạo một cái liên kết để mua hàng gì nhỉ? Sau đó ta thêm một cái thẻ BR vào đây. Ra thêm một góc và ghi là mua hàng tiếp. Ok, như vậy ta cắt cái chỗ này. Paste vào đây. Đấy gì à? Như chỗ này nó không được dùng cái dấu này, nó là dấu nháy đơn thôi. Rồi, ok, như vậy xong. Mua hàng tiếp. Xong là ta gọi thêm một cái dòng nữa là xóa giỏ hàng. Như vậy ở đây ta cũng sẽ có một cái là A này. A. Href. Đúng chưa? Ta ra thêm một khác.
ra thư mục góc này, ta vào cát, xong ta lại vào, giả sử bạn sẽ có một cái file là đen, rồi chấm php, chưa, hỏi chấm id bằng không đi, chúng ta sẽ dùng cái dấu này. Ok, ID mà không. Và chỗ này ta ghi là xóa sổ hàng. Đúng không? Xóa sổ hàng. Và lại thêm một cái BD vào đây nữa. Rồi. Như bạn cắt chỗ này đi. Bạn ghi đây là Ecom. Đấy. Thì đây là cái phần mà chúng ta add card, đúng không nhỉ? Controller cho add card. Tương tự như thế, controller cho đen card thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta cũng require hỏi chấm php. Require one, đúng không? Require one. Ở đây chúng ta sẽ chấm chấm này, cạc và sổ đến phần gì, không phải cạc mà mô đồ đi, rồi ok, ta có session start, sau đó ta có gì đen, gì đen cạc, và cuối cùng ta có header. Yeah, xong thì phải header đúng chưa? Tại sao sẽ có này, location. Hai chấm. Rồi. Location hai chấm. Chấm chấm index, trở về index đúng không? Chấm PHP. Đúng chưa? Đây là vì quay lại trang index. Chấm PHP. Và chúng ta thoát. Đấy. Như vậy là ta đã thực hiện xong cái việc controller nhé. Controller cho add card và gì và đen card. Rồi, ok, đơn giản thế thôi. Ta dừng cái clip này đây.